Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, trên các bản tin của kênh VTC9 đã phản ánh về những nghi vấn khuất tất vi phạm luật đấu thầu ở gói thầu là lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Sơn La làm chủ đầu tư. Vi phạm này cũng đã được chính người trong cuộc xác nhận và các sở ban ngành của tỉnh Sơn La đã và đang vào cuộc điều tra làm rõ những nguyên nhân này. Vậy việc xử lý cán bộ vi phạm sẽ như thế nào? Phóng viên của kênh VTC9 sẽ tiếp tục gặp gỡ các bên liên quan để có thể xác minh được vụ việc. Theo công ty cổ phần tập đoàn Anh Sơn, công ty Anh Sơn, trong buổi mở thầu lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, nhận thấy có dấu hiệu bất thường trong việc công bố thư giảm giá của công ty cổ phần truyền thông và du lịch Thăng Long, công ty Thăng Long. Lãnh đạo công ty Anh Sơn đã yêu cầu tổ chuyên gia chấm thầu công khai minh bạch hồ sơ dự thầu của công ty Thăng Long, nhưng không được hội đồng chấm thầu chấp nhận. Để khách quan, lãnh đạo công ty Anh Sơn tiếp tục yêu cầu tổ chấm thầu niêm phong hồ sơ dự thầu, mời cơ quan công an đến giám sát và đề nghị tổ chuyên gia phải công bố thư giảm giá của hai nhà thầu một cách công khai, minh bạch. Làm việc với nhóm phóng viên, công an tỉnh Sơn La cho biết, khi nhận được thông tin về vụ việc, công an tỉnh Sơn La đã cử cán bộ lập biên bản ghi nhận thông tin vụ việc. Hiện nay, công an tỉnh Sơn La đang tiến hành xác minh những thông tin liên quan. Thế báo cáo các anh chị là quá trình xuống thì cán bộ phòng an ninh kinh tế cũng đã ghi nhận cái nội dung sự việc bằng cái biên bản làm việc và ghi nhận quá trình mở thầu nó đã diễn ra và cũng ghi nhận cái nội dung phản ánh là có cái dấu hiệu như thế, dấu hiệu mà như chỗ công ty Anh Sơn phản ánh. Thế thì ghi nhận cái sự việc đó thì ngay sau đó thì mấy ngày sau thì công ty Anh Sơn có cái đơn kiến nghị và gửi công an tỉnh Sơn La. Hiện nay cơ quan công an tỉnh Sơn La là đang tiến hành xác minh cái nội dung đơn này. Thế còn kết quả cụ thể như thế nào thì chúng tôi đang tiến hành xác minh. Trong quá trình xác minh thì chúng tôi cũng đã có mời các cái bên có liên quan, ví dụ như tập đoàn Anh Sơn, rồi là công ty Thăng Long lên làm việc. Tuy nhiên là chúng tôi đã phát hành hai lần giấy mời nhưng mà các đơn vị là chưa lên làm việc, mà cách đây một tháng rồi chúng tôi đã có hai lần gửi văn bản mời lên để làm việc nhưng mà về phía công ty Anh Sơn, về phía công ty Thăng Long cũng chưa thấy phản hồi gì cả. Đấy, hiện nay thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục xác minh. Ngược lại với trả lời của công an tỉnh Sơn La, đại diện công ty Anh Sơn phản ánh họ chưa nhận được một văn bản nào từ công an tỉnh Sơn La về nội dung phối hợp xác minh vụ việc. Về công an tỉnh thì khi mà chúng tôi báo cáo thì các đồng chí có cho người xuống, nhưng cái kết quả từ bấy giờ thì không, chúng tôi không nhận được. Đấy, các đồng chí có cử 3 đồng chí công an xuống để làm việc với vụ này và tôi đã đưa các chứng cứ và bản thân 3 đồng chí công an đã xem xét sự việc đó. Đấy, nhưng mà cái kết quả cụ thể thì các đồng chí chưa nhận được. Nếu mà chúng tôi nhận được thì cái việc này chúng tôi sẽ sẵn sàng lên ngay, nhưng cho đến giờ phút này thì chúng tôi chưa nhận được, kể cả thông tin bằng miệng và văn bản đều không nhận được từ phía Sở Công an. Trước thông tin về những vi phạm luật đấu thầu ở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, gói thầu lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các bên liên quan vào cuộc và xác minh vụ việc. Bước đầu đã phát hiện những sai phạm nhất định về vụ việc. Trong kết quả bước đầu thì Sở Văn hóa đã có cái báo cáo chính thức với Ủy ban tỉnh là các cái quy định về tổ chức cái luật theo quy định của luật đấu thầu thì cơ bản đã thực hiện được các quy định. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức đấu thầu thì cái tổ chấm thầu và trực tiếp đồng chí tổ trưởng đã có những cái sai phạm nhất định, trong đó có liên quan đến cái phát ngôn và thực hiện cái thời gian trong cái công khai kết quả đấu thầu. Và hiện nay Sở Văn hóa đã thực hiện cái quy trình xem xét xử lý cán bộ theo đúng quy định pháp luật đối với lại cái tổ chấm thầu này, hiện nay đang triển khai. Từ nay đến đầu tháng 7, Ủy ban tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng kết luận chính thức, và nếu các tổ chức cá nhân nào có vi phạm thì sẽ phải xử lý nghiêm minh. Và đương nhiên khi đã có vi phạm thì các cái quy định của pháp luật cũng nêu rõ là có được thực hiện không trong cái quá trình tiếp theo, thì cái đó đều có quy định rồi.
thì tỉnh Sơn La sẽ thực hiện nghiêm túc. Tổ chuyên gia, đồng chí tổ trưởng thì đã có hành vi không trung thực trong buổi lễ mở thầu theo quy định tại điểm B khoản 4 điều 14 nghị định số 63 ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, có ý kiến thắc mắc và giải thích không đúng với quy định tại điểm B khoản 3 điều 14 nghị định số 63 của Chính phủ, cũng như như vậy là đã vi phạm điều 89 của luật đấu thầu. Đối với mức độ nghiêm trọng của sự việc thì như tôi cũng đã nêu thì nó đã vi phạm vào luật đấu thầu, vi phạm vào chỉ thị 47 của Thủ tướng, cũng như là vi phạm vào các cái văn bản chỉ đạo của Ủy ban tỉnh như văn bản số 169 của Ủy ban dân tỉnh, thì đã ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh. Theo quy định là phải hủy thầu. Vi phạm đã được chỉ rõ. Những sai phạm này đã vi phạm luật đấu thầu, vi phạm chỉ thị 47 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như vi phạm vào văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Vậy, tổ chuyên gia đấu thầu đã bị xử lý như thế nào? Thì cái buổi xem xét kỷ luật hội đồng kỹ thuật của ngành ấy, đã xem xét hôm thứ 6 vừa rồi. Thì theo cái kết quả đồng chí giám đốc là chủ tịch đồng khen thưởng kỷ luật của ngành ấy, là công bố rõ là ông Nguyễn Văn Thi là chịu hình thức là khiển trách. Và đấy, và ông các thành viên còn lại là chịu trách nhiệm về nội dung liên quan đến kiểm điểm, rút nghiệp. Và anh Thi chắc chắn rằng là sau cái bước đó là sẽ có nội dung là sẽ bị rút tham gia các sự kiện thầu của ngành nếu có trong tương lai. Thực ra không đến phải đã làm tổ trưởng thầu bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu năm rồi. Nội dung này tôi cũng không nhớ đâu. Tôi không nhớ, vì thực ra tôi mới tham gia phụ trách cái lĩnh vực văn phòng này mới được mấy tháng nay. Vì anh Thi đấy vào công tác của ngành cũng lâu rồi. Từ thời chắc còn thời chị Mai Thu Hương còn là giám đốc cơ. Tức là sau này nữa. Anh năm nay cũng khoảng bốn mấy tuổi đấy. Nhưng mà đã có biểu hiện không nhớ gì như thế thì liệu mà mình vẫn chọn làm cái tổ trưởng tổ chúng thầu đấy? Thì đến thời điểm bây giờ khi chúng ta làm việc với nhau, qua quá trình xác minh mới xác định rằng là lo như vậy. Tự nhiên đọc những cái như thế thì có thể nhớ hay là không nhớ, nhưng đã đọc ra rồi mà trong những buổi lễ như vậy thì ảnh hưởng đến uy tín. Trong khi đó, theo luật sư Nguyễn Văn Thắng, công ty luật Trường Tín, thì hành vi gian lận của tổ chuyên gia đấu thầu đã vi phạm điều 17 luật đấu thầu, gian lận và sai lệch hồ sơ thầu. Theo như quy định tại cái điều 17 này thì cái hành vi gian lận này thì lẽ ra theo quy định thì sẽ phải là các cơ quan chức năng phải ngay lúc đấy, có nghĩa là phải nhận được cái đơn thư kiến nghị của công ty Anh Sơn, phải vào cuộc để xem xét cái việc là cái tính chất mức độ để xác định nó là hủy thầu hay không hủy thầu. Nếu mà theo quy định thì sẽ phải hủy thầu đấy. Thì cái việc này nếu như mà ở đây mà xác định cái hành vi là liên quan việc cấm đấu thầu thì nó cũng được cụ thể hóa trong cái điều 222 của Bộ luật Hình sự năm 2015 ấy, sửa đổi 2017. Đấy thì là tại điều 252 có quy định là với trường hợp mà cố ý mà cũng là thông tin sai cái nội dung cái hồ sơ dự thầu ấy thì dẫn đến mà gây cái thiệt hại thì tùy theo cái mức độ thì có thể sẽ phải áp dụng cái hình phạt để xử lý, có nghĩa là thấp nhất là từ cải tạo giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù thời hạn là 20 năm đến 20 năm. Đấy. Tuy nhiên mà để mà cụ thể hóa cái việc mà trách nhiệm hình sự đây thì đòi hỏi nó phải sự vào cuộc của cơ quan công an. Như vậy có thể thấy những kiến nghị của công ty Anh Sơn về những khuất tất của gói thầu lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La là hoàn toàn có cơ sở. Điều này cũng đã được các văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La khẳng định. Những vi phạm đã rõ ràng là vậy. Dư luận đặt câu hỏi hình thức kỷ luật khiển trách đối với tổ trưởng, tổ chuyên gia đấu thầu đã phù hợp hay chưa? Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào về những vi phạm này? Làm thế nào để lấy lại niềm tin của doanh nghiệp quay trở lại với Sơn La? Đó là những câu hỏi mà người dân cần câu trả lời từ lãnh đạo tỉnh Sơn La.